Xin chào mừng quý khách tới với cánh rừng của tương lai. Đây là viễn cảnh tương lai của con người. Nó cũng có màu xanh, nhưng là màu xanh của sơn và phẩm màu. Cũng có hoa, nhưng không phải hoa tươi, mà là hoa nhựa. Khu vườn giả tưởng này của anh Thomas Dumbo đem tới một thông điệp về môi trường. Tôi gọi nó là cánh rừng của tương lai. Bạn thấy nó giống như truyện Alex ở xứ sở thần tiên không? Nhưng các bạn nhìn kỹ lại thì nó hoàn toàn bằng nhựa. Nếu con người tiếp tục xả rác thì không lâu nữa rừng sẽ là rác thải xen lẫn với cây cối, hoặc thậm chí rác thải sẽ xâm lấn hoàn toàn các cánh rừng. Tôi thấy khu vườn nhắc nhở tôi về việc tái chế và vẽ ra tương lai nếu tôi lãng phí và không kiểm soát rác thải nhựa của gia đình mình. Mỗi ngày, Thomas cùng hàng chục tình nguyện viên nhặt nhạnh những vỏ chai nhựa, nắp chai, rác thải nhựa tại các nhà hàng, siêu thị, đem về làm sạch và biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật. Anh cùng nhóm của mình đã đem lại một sức sống mới cho những sản phẩm nhựa bị bỏ đi.